Dạ xin chào anh chị và quý khách hàng nha. Hôm nay thì em xin sẽ lên cho anh chị một chiếc xe được anh chị khá là quan tâm đến từ nhà mà Toyota, một chiếc Vios bản G nha anh chị, sản xuất 2020. Model hiện tại của xe là 32.000 cây và bên em đang bán với giá là 445 triệu baht hồ sơ nhé. Xe này thì ngoại quan nó màu giống như là màu vàng đồng anh chị. Đó. Rồi mặt ga lăng này, đèn là lên đèn bi rồi nha anh chị nha. Đó. Rồi mời anh chị cùng vô bên trong nội thất nha. Chiếc này bản G nha anh chị. Nội thất thì ghế nha màu kem nè anh chị nè. Số tự động nè. Để em mở ô đô xe. Xe thì đã lên cho mình được cái màn ZTEC rồi nè anh chị. Cam hành trình có rồi nha. Cần số nói chung còn khá là đẹp nè anh chị nè. Ô đô chuẩn theo xe hiện tại là 38.424 nha anh chị. Ghế nói chung còn khá là dày. Có cho mình bọc vô lăng rồi nè anh chị nè. Đó, các nút nè. Điều chỉnh là đầy đủ hết nha. Xe này cái chỗ đây này anh chị, nó có lên cho mình được một cái loa ở phía dưới ghế phụ anh chị, có cầm có thêm lên thêm cho mình cái loa ở dưới ghế phụ á. Đây hàng ghế sau thì rộng rãi nha anh chị nha, có cho mình được cái bệ để tay để ly đầy đủ tiện nghi. Xe này đã bọc trần rồi nha anh chị. Đó. Phía sau có cho mình được cam lùi này, cảm biến lùi rồi. Bản G đây nha. Này không mở được ở phía sau rồi. Đó, mở thì mở bên trong xe nha anh chị. Cái đồ cũ, đồ rin, màn hình rin vẫn còn nha anh chị. Khách lên màn ZTEC nhưng mà cái đồ cũ á, vẫn để nguyên luôn cho mình đó anh chị. Đây, phía dưới này, lốp sơ cua, đồ nghề là còn đủ dưới đây nha anh chị. Về phần mâm lốp của xe đây nha. Lốp rin theo xe này anh chị, 0820. Mâm thì nói chung là xước xác thì không thể tránh khỏi đấy nha anh chị nha. Đăng kiểm của xe hiện tại còn tới tháng 7/2024 ạ. Xe này thì có một chút vấn đề, đó là nó có cong nhị thanh ngang két nước và cong nhị thanh ngang bên trong cái lốp dự phòng nha anh chị. Nói chung là tình trạng có như thế nào thì bên em sẽ thông báo với anh chị ngay từ đầu để anh chị nắm luôn. Còn về phần máy móc của xe thì em sẽ mở cho anh chị mình tham khảo luôn ạ. Máy móc nói chung là vẫn còn nguyên riêng nguyên bản cho mình nha anh chị. Có cong nhị chút cái chỗ két nước thôi. Đây, còn keo chỉ nó vẫn còn bình thường hết nha. Dạ thì với 445 triệu nếu như mà anh chị quan tâm tới chiếc Vios bản G số tự động sản xuất 2020 này thì ghé trực tiếp cửa hàng bên em Toàn Trung Gia Lai 276 Nguyễn Tất Thành để mình xem xe, tham khảo, trải nghiệm nha anh chị. Còn nếu như mà anh chị ở xa mà quan tâm tới các mẫu xe bên em thì liên hệ Zalo cho em Xuyên nhé, 092 932 5679. Em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm những phần anh chị đang còn quan tâm thắc mắc nha. Và hiện tại thì anh chị cũng thấy là số lượng xe bên em nó đang vơi dần rồi anh chị. Nên là hiện tại bên em đang rất rất cần thu mua xe số lượng lớn. Nên là anh chị có bán xe hoặc là biết ai có nhu cầu bán xe thì liên hệ giới thiệu bên em nha. Khi mà bên em thu được, bên em sẽ gửi hoa hồng cà phê cho mình nha anh chị. Dạ rồi, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo cùng những chiếc xe tiếp theo tại Toàn Trung nha.